Đây, người ta mới cho mình cái thớt cho mình cắt luôn rồi. Bò tái chanh đi các bạn. Ê, bò nhúng giấm, bò tái chanh đây làm ra. Bỏ nửa trước nha. Hết bỏ tiếp. May đâu lại được làm. Món nào cũng ngon lắm mà. Chào các bạn, sau khi mà mình đi tham quan ở mộ thầy á, là cái chỗ mà có cái hồ nước lớn á, mới nãy á, mình chụp hình đồ quay phim thì các bạn xem á. Rồi bây giờ mình sẽ đi ăn bò nóng xong mình sẽ đi ra ngoài bến tàu và mình lên tàu mình về lại đất liền luôn ha. Thì đây là bò nóng nha các bạn. Nhà mình kêu 1,5 kg bò, 1 kg là 350.000 ha. Mình chia làm 3 món nướng, nhúng giấm với lợ như gỏi nữa, một cái gỏi nữa. Thì bò nóng là do là bò nóng, gọi là bò nóng hay do mới gì làm sáng này thôi. Thịt tươi, bò tươi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ lên mình nướng nha. Mình thấm thấm miếng dầu phía dưới nè, ta cho mình miếng dầu nè. Rồi. Thơm quá. Cảm thấy nó ít dầu á. Đây nè, tôi thấy nó ít dầu kìa. Nó dính. À, bò nó nhanh chín lắm ha. Giảm đi. Bò mau chín ghê các bạn. Không, ba đang quay mà. Rồi. Bé qua nướng chị phần này chị cho. Mình sẽ ăn bò chung với lợ. Bánh tráng này là bánh tráng mè các bạn. Với lợ rau sống, nước chấm. Cái này nước mắm sống thôi em. Để ăn với lợ bò. Bò tái chanh. Còn cái này mình ăn cuốn gì? À, khác ha. Đây là bò nhúng giấm. Nhưng mà cái bò nhúng giấm chưa đem bò lát ra em. Nước sôi rồi, đang chờ bò lát ra. Đây, người ta mới cho mình cái thớt cho mình cắt luôn rồi. Mình sắc nha. Chị thấy nó còn hơi sống em ơi. Thích ăn vậy hả? Anh ăn nha. Sống dữ lắm luôn á, chứ chàng ấy à. Thịt bò mà nướng chín thì nó dễ nhách rồi. Giờ ta bỏ này vô nha. Bỏ rồi, từ đó khoan, quên. Ê, bò nhúng giấm, bò tái chanh đây làm ra. Bỏ nửa trước nha. Hết bỏ tiếp. Nãy có kéo lửa nhỏ là không Thanh, bật cho lớn xíu không? Cái này cũng nhanh chín lắm, mình sẽ chuẩn bị cái dĩa sẵn đây. Để nó chín quá sẽ không ngon. Chín sẵn rồi bà ơi. Da bò là chín rồi. Tại người ta thui á, hiểu không?
nóng hổi luôn. Ngon ha, chưa ăn luôn á. Thêm mấy cái dĩa này tí, chị bỏ thêm, bỏ hai chia hai bên. Mà cái, em gấp cái dĩa cái kia ra nữa kìa, xin dĩa đi gấp cái bò trong kia ra kìa để nó chín nhá. Ta kêu là sắc theo sớ rồi. Bắt theo sớ dài của nó là ăn dai lắm. Em vớt cái bò tái ra đi tí. Cái đó làm gì? Bò tái chanh các bạn. Chín hết rồi, rất ngon. Ăn cuốn bánh chén luôn hả Thảo? Bò tái chanh ăn cuốn bánh chén luôn hả? Dạ, bò tái chanh ăn. Ăn không thôi hả? Chấm gì hả? Bò tái cha, bò tái chanh ăn với mắm nêm cũng được luôn đúng không em? Cắt ớt chưa ha? Ớt ở ngoài đây cái trái mập ú luôn á. Sao rồi? Lạ không? Cái này là mắm gì? Cái này là mắm nêm pha sẵn nha các bạn. Ừ. Thôi ít thôi, hồi cay quá ăn không nổi. Sẽ ăn thử bò nướng nha các bạn, mà ăn không thử trước coi nó sao. Chấm mắm này hả này chứ? Mình chấm mắm trong. Mắm trong này ha. Thịt bò mềm các bạn ơi. Thơm nữa. Ngọt lắm. Cái này miếng chấm này rất là được đấy. Ăn kèm với này là ngon. Đúng là bò nấm ha. Nó mềm xèo à. Ngọt. Thơm. Để em qua lấy cho. Bò nhúng giấm nha các bạn. Cái mắm nêm này ngon ghê. Mắm nêm bò sẵn. Ý là em đã lấy bò tái chanh chấm nêm ngon nha. Ăn luôn món bò tái chanh. Bò tái chanh thì ăn không vậy hả em? Mình chấm mới mắm. Mình ăn không nha. Mình thêm. Thêm nha. Mình chanh lên nữa hả? Là mình chưa tái lên hả? Mình phải tái hả? À. Để em hướng dẫn mình em. Nặng lên ha. Thấy không? Rồi. Mình sẽ lau cái tay này. Chị tiếc nha, chị mượn chị lau cái tay này. Rồi. Ừ, không mà nướng đâu mà vô ngồi ăn ngay cưng. Rồi mình sẽ chấm ăn thử. May đâu là được làm. Rồi. Món nào cũng ngon lắm mẹ. Nó thịt thì rất mềm nhưng mà da nó rất là dai á. Ngon. Trời, bánh tráng này cũng để mình nướng đi. Chứ mượn cho mắm nêm mà coi mắm nêm hiệu gì ngon rồi về mua. Dạ, hiệu con cá tan. Cái mắm nêm pha sẵn này ngon rồi các bạn. Hiệu con cá vàng. Không biết ở trong Nam Nam có bán không? Để về rồi ăn, vừa ăn đổ ra là mình cứ cắt ớt cho mình ăn thôi ạ.
Ngon ghê các bạn. Đây mới ăn này. Khi nào các bạn có dịp đi đảo Phú Quý thì nhớ ghé quán bò nóng đặc sản của Phú Quý nha các bạn. Mà muốn ăn quán bò nóng thì hãy ghé cái quán bò nóng ở xã Mỹ Khê, xã Tam Thanh, quán Hòa Thương. Đây, hướng dẫn của mình khi nào các bạn ra thì gọi cho em. Em nói tên là Khang. Số điện thoại Khang số mấy? 086 88 88 277. Khang sẽ lo mọi dịch vụ luôn, từ tàu, ăn uống, đi lại và vui chơi qua đây ha. Câu cá ở đảo rồi luôn, cano rồi luôn. Thì các bạn hãy liên hệ với Khang. Và em Thảo, hướng dẫn viên của Khang rất là dễ thương ha. Số điện thoại Thảo luôn đi. Ai muốn liên hệ thì sẽ liên hệ. Trời ơi, giới thiệu luôn á. Rồi này nó chưa có người yêu mà nó có hai con rồi. Rồi vậy ha các bạn ha. Rồi xin chào các bạn nha. Bye. Bye.